Trước khi bắt đầu video, mình muốn thông báo các bạn đó là mình mới tạo một cái kênh có tên là Mèo Péo Không Péo. Thì nhiều bạn có yêu cầu mình là anh Mèo Péo làm về Play Together đi thì ok luôn các bạn ơi. Mình tạo kênh này để chuyên làm về Play Together các bạn nhá. Mình thì cũng mới tập chơi Play Together thôi. Bạn nào mà có thích xem Play Together thì đừng quên là đăng ký kênh Mèo Péo Không Péo các bạn nhá. Cái đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận được ghim các bạn nhá. Đây, nick của mình trong Play Together là Mèo Péo 98 em ạ. Tất cả những cái tên khác đều là phà kè các bạn nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Péo. Ở video lần trước thì mình có tìm được cái bạn chó sói này, bạn sói này đó, với cả bạn Frosty rồi. Ủa, mình phải thế tạo, trời ơi, không hiểu con Frosty làm gì tự nhiên lao xuống nước bạn ạ. Rồi xong luôn, tình hình này mình đang tính là đi ra biển để bắt cá này, mà con Frosty nó cứ đi theo này là xác định rồi bạn ơi. Khả năng cao là bạn Frosty là chuẩn bị chia tay Mèo Péo rồi bạn ạ. Hơi buồn rồi đấy. Thì súng bắn trứng thì mình lại hết đạn rồi các bạn ạ. Đó, thì thôi kệ vậy. Có gì là tôi sẽ xem xét là triệu hồi lại Frosty sau bạn ơi. Mấy cái đồ ăn thì mình cất bớt rồi cho đỡ chật đồ bạn ạ. Hiện tại là hòm đồ đang hơi chật bạn ơi. Ok, thì tập này theo như yêu cầu các bạn đó là bảo là anh Mèo Péo làm cái gì nhỉ? Từ anh Mèo Péo làm làm về cái bể cá mới đi thì ok bạn ơi. Chắc là tập này mình sẽ đi làm bể cá bạn nha. Nhưng mà trước tiên là mình cần phải lấy đồ ăn á. Bánh mì tiết kiệm đi. Bánh mì này để triệu hồi dân làng bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn này. Hình như mình nhớ là mình còn dư đây, mình dư rất là nhiều khoai tây để nấu đồ ăn này bạn ơi. Đó thì ok, hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ cùng nhau làm một cái bể cá trong suốt ở trong Minua bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký chuyên ký ủng hộ mẹ bè bạn nhá. Rồi thì bây giờ tôi phải cho Khánh Bọt ăn đó các bạn. Trời, mình vừa thấy là Khánh Bọt kêu đói kìa, đâu rồi ta? Ủa, đúng rồi, đúng rồi bạn ạ. Đây Khánh Bọt đây, mình cứ cho dân làng ăn đấy bạn ơi. Đó, dân làng nào đói mình cho ăn luôn bạn ạ. Đây thấy là có gì sâm banh ở trong này, sâm banh ở trong này ngồi mãi chỗ này bạn ạ. Ôi, trứng chim cánh cụt à, ném thử lại em nào. Bùm, trời, ui một con bạn ơi. Ok, ba quả được một. Ok, bây giờ mình sẽ nhặt trứng đi, nhặt trứng chim cánh cụt để triệu hồi trứng cụt lại đây. Triệu hồi không được, triệu hồi không được, ấn lên một, không được. Trời ơi, vậy là một đống trứng được mỗi một bé bạn ạ. Hơi đen nhở, hơi kệ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra biển bạn ạ, mà nhà mình cách biển khá là xa luôn. Trời ơi, mỗi lần ra biển phải gọi là cực kỳ vất vả bạn ơi. Ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng ra đến biển rồi. Trời ơi, trời gần tối kìa, mặt trời đang lặn này. Đó, anh em có thể ngồi ngắm cảnh mặt trời lặn rồi, rất là đẹp luôn. Đây ngắm hoàng hôn bạn ơi. Đó, mà con Frosty, con Frosty nhưng nó không đi theo mình nữa bạn ạ. Rồi xong luôn, chắc nó lại cũng là đi về nơi xa quá rồi bạn ơi. Và tạm biệt Frosty bạn ạ. À đấy, chắc là mình tranh thủ mình lấy cái gì nhỉ, lấy cái pháo hoa ngày đêm bắn cho nó sáng bạn ơi. Cái tình hình này mình thấy là hơi bị tối này. Đó, trời tối quá bạn ơi, tối quá là khó xem, khó nhìn lắm. Đây cái cỏ này, cỏ thủy sinh bên cỏ gì mình cũng không rõ bạn ạ, nhưng mà cái cỏ này nó giúp chúng ta là cái cỏ này là không nhặt được à? Uầy, căng nhờ. Cái cỏ này là không nhặt được các bạn ạ. Uầy, mình cứ nghĩ là cái cỏ này nhặt được cơ, nhưng mà không bạn ơi. Wow, căng nha. Vậy là cái cỏ này nó không nhặt được rồi. Thế thì căng nhờ. Anh em làm biết cách lấy cái cỏ này không ta? Bạn làm biết cách là sở hữu cái cỏ này để có thể đưa lên trên mặt đất được thì hãy để lại bên phía dưới nhá. Mình cũng không biết bạn ạ. Uầy, cái cỏ này nó khá là quan trọng đấy. Nó giúp chúng ta có thể gì nhỉ? Làm cho cái bể cá trong suốt, hay là cái cỏ này chỉ có ở trong sáng tạo nhỉ? Trong sinh tồn không có nhỉ? Tình hình là cái cỏ này chúng ta không thể nào mà bê lên được bạn ạ, bởi vì nếu mà đập biết nó sẽ bị vỡ ngay. Đó. Thế thì căng nha. Thế là cái này ta, hay cái này. Không được bạn ạ, nhìn chung là không được anh em ơi. Đó, anh thấy không? Hình như không được. Không cách nào để lấy mấy cái cỏ này về cả bạn ạ. Đó. Tình hình là rất tình hình. Tình hình là chúng ta đang chưa biết cách nào để lấy cái cỏ này về. Thôi vậy, chúng ta đi bắt cá vậy bạn ơi. Cái cỏ này không lấy được thì chúng ta lấy cá vậy. Thì mình sẽ tìm con cá lồng đèn trước đi. Mình đang khá là thích nuôi cá lồng đèn bạn ạ. Cá lồng đèn với cả cá đuối trước nhá. Rồi, để mình coi em nào. Cá lồng đèn với cá đuối đâu ta bạn ơi. Mình sẽ bắt được con cá to đi. Cá nhỏ thì ở đâu cũng có rồi. Cá nhỏ thì quanh nhà mình cũng có khá là nhiều bạn ạ, cho nên không hiếm lắm.
chủ yếu là cá lồng đèn với cả cá đuối á. Đó, mấy con đấy bắt nó mới đã bạn ơi, nó mới xịn. Ôi, đừng bảo quanh đây, đây đây đây, có một con cá lồng đèn ở đây, có hai con lồng đèn này. Chắc là mình sẽ bắt hai con lồng đèn bạn nhá. Hai con lồng đèn hay con cá đuối là đẹp đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, mày rồi, mày đây rồi bạn ơi, đây rồi, bảy nè. Ok bạn ơi, một con. Bên kia con nữa này. Vào đây, nhào vô, nhào vô. Ở đây, đây là cá đuối luôn. Mình sẽ chấp nhận hy sinh một mạng nhá, bởi vì mình có nhiều quá sao mà. Bảy nè, ok hai con bạn ơi. Cá đuối đâu ta? Ủa mình vừa thấy đây mà, đâu nhỉ? Vừa thấy ở đây bạn ạ, đâu nhỉ? Đây 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 đây. Đứng lại mình, trời ơi, mày xa thế nữa. Ô, con cá màu đẹp này, cá màu nâu đẹp này. Bảy nè, ok bạn ơi, từ từ con cá màu nâu đẹp nữa. Bảy nè, à cái đấy một cam bạn vãi trưởng nữa. Mình nhìn từ màu nâu cơ hóa ra một cam bạn ạ. Ồ, một cam mà trông cũng hay đấy. Đâu ta, cá đuối nữa, mình cần một con cá đuối nữa. Ủa, cá lồng đèn này nhiều thế. À đây màu cam bạn ạ, mình cứ nghĩ là màu nâu cơ. Hóa ra màu cam, ok chắc là do ở đây nước là tối quá bạn ạ. Nhìn không ra màu cam luôn. Ok, bây giờ đi tìm cá đuối. Một con cá đuối nữa bạn ơi, mình nghĩ mình cần tìm một con cá đuối nữa là đẹp này. Để coi nào. Cá đuối đâu rồi? Cá đuối đâu rồi? Ủa, cá lồng đèn nhiều thế. Ba con cá lồng đèn bạn ạ. Mà mình cần cá đuối cơ. Bây giờ mình là không cần cá lồng đèn lắm. Cá đuối có vẻ khó tìm nhở bạn nhở, nó không phát sáng như cá lồng đèn, thành ra khá là khó nhìn đấy, tầm nhìn bị hạn chế nữa. Uầy, càng nhở, hình như là chui xuống đây cảm giác khó nhìn hơn là nhìn trên mặt nước bạn ạ. Đây nhìn trên này này, đâu nhìn cái nhìn kia này đó, nhìn đây thì mình có thể nhìn được xuống đáy này đó, mình có thể quan sát dễ hơn đấy bạn ạ. Mình nghĩ mình sẽ quan sát kiểu này đi, khi nào ở chỗ nào cần lặn xuống thì mình sẽ lặn sau bạn ạ. Mình sẽ gọi cái con khủng long ra đã. Đây, đúng rồi đấy. Đứng ở trên này quan sát là dễ hơn này. Đó, mình xem cái vị trí nào mình cần có thể chui xuống được các bạn ơi. Tôi coi nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đó, đây rồi, bạn ơi, đó. Ok, ui, hai con cá đuối à. Thôi, mình lấy hai con thôi. Đây, thêm con này nữa là đủ bạn ạ. Đấy, con này thôi nhá. Con này chắc là thôi, cá xanh này thì nhà mình khá nhiều này. Cái bắt đi. Bắt thêm mang về bạn ạ. Ui, bên này cá đuối nhiều thế bạn ơi. Bên này cá đuối khá là nhiều luôn các bạn nhá. Rồi, mình nghĩ là như này là ổn bạn ạ, như này là ổn rồi đấy. Chắc là không cần thêm đâu. Đây lấy thêm một con cái này nữa là xong này. Ô, con cái màu gì ấy, màu trắng à? Ui, cái màu trắng bạn ơi. Ô, cá trắng bạn ơi, ô xịn nhỉ. Ok, cái này là về được rồi bạn ạ. Ở chết rồi, rồi xong lắc con rồi. Đó, mỗi lần là tôi mở quà sao này ra, ai mở kho đồ ra dễ bị lag này. Đó, giờ lag game luôn mới cay chứ. Ok mày quá, hết lag bạn lại, hết lag rồi. Rồi, à đấy, cuối một cái quan trọng không kém, lấy cát bạn ơi, lấy cát về làm thủy tinh nữa. Thật ra được chứ, nhưng mình nhớ ở nhà mình còn dư nhiều cát lắm bạn ạ, nhưng mà thôi kệ đi. Cứ lấy thêm đi. Dư nhiều đi bạn, chẳng biết mình cất đâu rồi á, lười tìm quá. Đằng nào đang tiện đây mình lấy cát mới luôn ra mình về nung luôn, thừa hơn thiếu đúng không nhỉ? Đó. Mình nghĩ này nhiều này, bởi vì hình như một cát được 3 thủy tinh hay sao á. Này là quá nhiều bạn ạ, này là thừa đó. Ok, ủa? Mình tưởng là nãy mình lấy cái quyển di chuyển mà ta. Ủa? Ơ thế chưa lấy à? Game ảo thật đấy. Ui, bây giờ game nó bị lag cái kho đồ luôn các bạn ạ. Tôi cứ tưởng tôi lấy rồi cơ. Ờ, hóa ra là tôi lại chưa lấy bạn ạ. Ờ, sao lại quá giờ kiểm tra bảng. Rồi, xong luôn. Ô kìa, sao lại như thế rồi nhỉ? Ok bạn ơi, tình hình là cái kho đồ đang bị lag hay sao các bạn ạ? Thế là mình phải đi bộ về nhà luôn. Thế mới cay chứ, trời ơi, trời tối luôn rồi bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình cũng đã kiếm được tầm khoảng là đấy, cá này. Không có thêm một vài con cá màu sắc các thứ các bạn ạ. Đó, cũng tạm ổn bạn ơi. À đấy, nhắc mới nhớ, làm món khoai tây đi. 54 món khoai tây luôn bạn, 55 chứ nhỉ? Đó, chế tạo luôn bạn ạ, để đấy, rồi. Ờ, bây giờ thì mình sẽ đi về nhà bạn ơi. Ờ, con Frosty bây giờ nó biến mất thật đấy bạn ạ. Bây giờ không thấy con Frosty đâu luôn này. Ảo thật đấy bạn ơi. Ôi dồi, rồi xong luôn. Đúng như mình dự đoán, Frosty đã phải nói lời chia tay các bạn ạ. Không thấy đâu luôn, ok. Thì mình đang tính là đây là từ từ nung cát đã. Quên mất, đang tính là làm cái bể cá ở trên tầng 2 bạn ơi.
mà trước tiên là phải nung cát đã bạn ạ. Rồi này, từ từ, muốn nung được cát là phải ố mà ngon, có sẵn à, có sẵn à, đợt trước mình có nung cát sẵn rồi nè, trời ơi, thế là dư một đống cát luôn bạn ạ. Kiếp ôi ôi rồi, có một đống thủy tinh đấy, trời ơi, thế là mất có bình đi đào cát thôi, kệ rồi bạn ơi. Đây còn dư đúng hơn một stack luôn các bạn ạ, thoải mái luôn ạ, thừa luôn ạ bạn ơi. Ok, đang tính làm bể cá ở trên này bạn ạ. Nói không biết là làm như nào đây, thì Dương này chắc là bỏ đồ đi này, việc chuyển cái Dương ra cho khác bạn ạ. Cái đây, cái nữa là cái máy đúng không nhỉ. Ờ, cái máy Starlink này khá là tốn diện tích bạn ạ, không biết để ở đâu bây giờ. Để đây thì không được này, để đây bị kẹt ở trên này không được. Đó, để đây đi. Tôi thắc mắc là cái cục này để bên trái được không nhở? Hay bắt buộc phải để bên phải nhở? Ok rồi đây bạn ơi, mình có kiếm lại được cái lõi bạn ạ. Đây, đây, hình như dùng cái này để kích hoạt tính năng này bạn ơi. Trời ơi, thì ra là vậy đó. Đó, uầy. Vậy là mỗi lần mình đập đi tháo ra lắp lại là phải dùng cái lõi này bạn ạ. Phức tạp phết nhở? Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đập cái dương ở đi này, xong mình sẽ chuyển cái dương ở sang bên kia. Khá là nhằng đấy, khá là nhiều đồ bận ạ. Ờ cái dương ở ta, chết cái dương. Ơ, cái dương mình chưa nhặt lại ở đây. Chắc là mình cất luôn vào đây nhỉ, cất luôn bên này đi. Đó, cất luôn đồ vào cái dương này đi, đấy mình còn dư cái dương mà. Đó ấy, quên mất là tôi còn dư hẳn một cái dương các bạn ạ. Mình cầm tạm 15 đất đi. Đó, dư hẳn một dương này, thoải mái luôn ạ. Đấy, để đồ bên này luôn bạn ơi. Hợp lý, chuẩn luôn. Đấy, tôi còn dư dương này, cần gì nhiều dương đâu. Đóm đóm này, ok bạn ơi. Rồi bây giờ chỗ này mình sẽ làm một cái bể cá ở đây bạn nhá. Bể cá thì mình nghĩ mình sẽ làm tầm khoảng là một block thôi. Ôi ô, ở đây kính thủy tinh bị vỡ lúc nào này. Trời ơi, bảo sao là đóm đóm bay hết ra khỏi phòng mình rồi, chẳng còn con nào bạn ạ. Hóa ra kính thủy tinh nó vỡ lúc nào mình còn không biết cơ các bạn ơi, ảo thật đấy. Đây, tình hình là hiện tại là không có gì nhỉ. Ờ, không có cái gì ta, mình có mất tên rồi. Ờ, à, hiện tại là không có cái cỏ để cắm vào để trong suốt á. Cho mình tạm thời mình để một block thôi nhỉ, một block kính thôi bạn ạ. Đó, à, sau đấy mình đang tính là như nào nhỉ. Đang tính là sử dụng cái gì để phát sáng phía sau đi cho đẹp bạn ơi. Không biết là phía sau nhà mình còn đèn đóm gì không bạn ạ. À, từ tôi coi thử xem mà. Phía sau nhà mình còn cái đèn gì không, cất chữ không, để tôi kiểm tra lại xem bạn ơi. Đèn băng cái thứ xem cất đâu đây. Ok, mới lấy thêm 12 cái đèn băng bạn ạ. Mình nghĩ này đủ rồi đó. Đó, để làm tí đèn cho sáng bể cá bạn ơi. Mình đang tính là sai thay cái tường phía sau ấy, lắp thêm một vài cái đèn bạn ạ. Đó, bể cá mini nhỏ nhỏ thôi. Đây, ví dụ như là cái này không được, cái này là cái cột này không thay được. Tùy cái mới thay được bạn nhá, không phải là cái nào chúng ta cũng thay được đâu bạn ạ. Đây, mình tính là thay cái phần này đi. Đó, cái phần này mình sẽ làm đèn luôn các bạn ạ. Bởi vì đằng nào ở dưới tầng 1 mình nhìn lên là cũng đẹp đúng không? Đó, à, hợp lý bạn ơi. Đây, làm cái đèn đây luôn. À, chuẩn bạn ạ. Đó, bể cá đây là hợp lý này. Cái chỗ này là phải trồng dính các bạn nhá, không có sửa được các bạn ơi. Ok, à đấy, múc nước các bạn ạ. Bây giờ phải múc nước nữa. Ồ, công việc múc nước cũng là khó nhằn đấy. Mình sẽ để đi để nghiên cứu múc nước các bạn ạ. Đi lấy xô múc nước các thứ linh tinh nữa. Ok bạn ơi, mình đã thả thêm cá cả đổ nước ở trong bể này. Nhưng mà tình hình là có vẻ như cái bể này nó hơi bị nhỏ bạn ạ. Cái bể này nó nhỏ quá, trời ơi. Đúng ra mình nên làm cái bể này nó to, thể rộng thêm một ô nữa thì nó hợp lý hơn bạn ạ nhờ. Mà tình hình làm này nó hơi bị nhỏ này. Tôi kệ vậy, biết sao giờ, có gì mình sẽ nâng cấp cái bể cá này sau bạn ơi. Tình hình là trời ơi, bể cá của mình nó bị nhỏ quá rồi anh em ơi. Trông nhìn nó hơi bị kinh dị một chút, nhìn con cá hình sợ bớt trưởng nhờ, trông nhìn nó bơi bơi bơi. Ok, chắc là tạm thời này đã bắt được cả cỏ thủy sinh nhá. Cỏ thủy sinh ở trong này sinh tồn không biết kiếm như nào. Bạn nào biết cách mà có thể nhặt được cỏ thủy sinh trong sinh tồn mình nuôi thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.